Chào mừng các em học sinh đến với lớp học trên YouTube Trường Trung học Cơ sở Phù Lưu, môn giáo dục công dân lớp 8. Các em yêu quý, khiếu nại, tố cáo là những quyền cơ bản của công dân khi gặp những trường hợp liên quan đến quyền lợi của mình. Vậy khiếu nại là gì? Tố cáo là gì? Công dân có thể thực hiện những quyền đó bằng cách nào? Bài học hôm nay các em sẽ được tìm hiểu. Bài cũ. Hôm trước chúng ta đã học bài tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Trước khi đi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra bài cũ. Các em chú ý theo dõi câu hỏi như sau. Câu 1. Tài sản nhà nước là gì? Thế nào là lợi ích công cộng? Các em suy nghĩ câu hỏi này trong ít phút để chúng ta củng cố lại bài học hôm trước cô đã dạy. Các em có thể thấy ở bài học hôm trước chúng ta đã tìm hiểu khái niệm về tài sản nhà nước. Thì chúng ta còn nhớ tài sản nhà nước là những tài sản mà pháp luật quy định là của nhà nước, đều thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý. Thì đó là khái niệm về tài sản nhà nước mà hôm trước chúng ta đã học. Còn khái niệm thứ hai, lợi ích công cộng, thì chúng ta cần nhớ cho cô. Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành câu hỏi kiểm tra bài cũ ở câu thứ nhất. Các em tiếp tục chú ý tiếp cho cô câu thứ hai nhé. Câu thứ hai như sau. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng như thế nào? Các em sẽ suy nghĩ câu hỏi này và sẽ cùng cô tháo gỡ câu hỏi của bài hôm trước nhé. Chúng ta thấy rằng nghĩa vụ của công dân thứ nhất là không được xâm phạm, ví dụ như lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân, tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. Và nghĩa vụ thứ hai là khi được nhà nước giao sử dụng, quản lý thì phải bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô lãng phí. Và các em thấy đây chính là nội dung kiểm tra bài cũ của bài học hôm trước mà cô muốn lưu ý các em, và đó cũng chính là cái kiến thức cơ bản mà chúng ta cần nhớ ở bài học tiết 25. Các em yêu quý, khiếu nại, tố cáo là những quyền cơ bản của công dân khi gặp những trường hợp liên quan đến quyền lợi của mình. Vậy khiếu nại là gì? Tố cáo là gì? Và công dân có thể thực hiện những quyền đó bằng cách nào? Bài học ngày hôm nay, tiết 26, bài 18. Quyền khiếu nại tố cáo của công dân sẽ giúp các em tìm hiểu rõ điều đó. Xin mời các em lấy sách vở, đồ dùng học tập môn giáo dục công dân để chúng ta học bài. Ở bài học hôm nay, cô lưu ý các em về kiến thức thì cô muốn cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản để các em có thể hiểu được quyền khiếu nại tố cáo là gì, phân biệt được nội dung quyền khiếu nại và tố cáo của công dân. Thứ hai, về kỹ năng thì các em qua bài học này thì các em biết bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân, đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó thì cô muốn bồi dưỡng cho các em thái độ đề cao trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc thực hiện hai quyền này, thì đó chính là mục tiêu của bài học ngày hôm nay. Các em lưu ý là một phần mục tiêu này thì các em nghe để chúng ta tham khảo. Chúng ta đi vào phần thứ nhất, ta tìm hiểu một la mã đặt vấn đề. Trong phần đặt vấn đề này thì chúng ta sẽ tìm hiểu tình huống trong sách giáo khoa trang 50. Các em mở sách giáo khoa trang 50 để chúng ta tìm hiểu tình huống. Ở đây có 3 tình huống, các em theo dõi cô sẽ đọc 3 tình huống đó như sau. Em nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán tiêm chích ma túy. Tình huống thứ hai, em biết người lấy cắp xe đạp của bạn An cùng lớp. Tình huống thứ ba, anh Hát bị giám đốc cho thôi việc mà không rõ lý do. Vậy thì ở trong những tình huống đó chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Cô lưu ý là với tình huống này các em sẽ nghe cô đọc lại và nhớ là các em chỉ cần ghi là tình huống sách giáo khoa trang 50 và các em không cần phải ghi 1, 2, 3 như trên.
Bởi vì những tình huống đó đã có trong sách giáo khoa rồi, các em nghe cô đọc lại một lần nữa. Một, em nghi ngờ một địa điểm là nơi buôn bán tiêm chích ma túy. Hai, em biết người lấy cắp xe đạp của bạn An cùng lớp. Ba, anh Hát bị giám đốc cho thôi việc mà không rõ lý do. Vậy thì đứng trước các tình huống trên, chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta gợi ý mà chúng ta sẽ suy nghĩ như sau. Thứ nhất, khi các tình huống trên xảy ra, theo em nên xử lý như thế nào? Và gợi ý thứ hai cho những tình huống trên, tình huống nào thực hiện khiếu nại, tình huống nào thực hiện tố cáo. Thế thì các em thấy là thực tế thì không phải trong cuộc sống chúng ta gặp đủ cả ba tình huống trên, nhưng chúng ta cũng có thể gặp một hoặc hai những cái tình huống như vậy. Cô lấy ví dụ như ở tình huống thứ hai thì có thể là thấy trường hợp là một bạn nào đó trong lớp hoặc trong trường là bị người khác lấy xe. Vậy thì trong trường hợp như thế thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Và ta thấy là một trong hai quyền mà chúng ta có thể là tìm hiểu ở bài này, đó là quyền khiếu nại và quyền tố cáo, thì chúng ta sẽ thực hiện những quyền trên trong tình huống nào. Và có thể là để giúp chúng ta có thể tìm hiểu được phần định hướng này, em sẽ theo dõi chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ nhận xét. Và chúng ta có nhận xét như sau. Ở tình huống 1 thì chúng ta cần báo cho cơ quan chức năng để họ theo dõi và xử lý. Nhớ cho cô, tình huống 1 là báo cho cơ quan chức năng để họ theo dõi và xử lý. Và ở tình huống thứ nhất này thì cô lưu ý với các em là chúng ta sẽ thực hiện quyền tố cáo. Còn ở tình huống 2 thì ta sẽ báo cho nhà trường hoặc cơ quan công an để họ xử lý theo pháp luật. Và trước hết thì cô định hướng các em là nếu việc xảy ra ở nhà trường thì chúng ta sẽ báo cho các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô chủ nhiệm hoặc các thầy cô trực tiếp là dạy môn học hôm đó, thì chúng ta biết được việc là bạn của mình bị mất xe đạp. Thế thì trong trường hợp đó, tình huống 2 ta sẽ thực hiện quyền tố cáo. Còn ở tình huống 3 thì chúng ta sẽ khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của mình. Và ở tình huống 3 các em ạ, ta sẽ thực hiện quyền khiếu nại. Và như thế thì đối với 3 tình huống ở phần đặt vấn đề, các em đã biết cách xử lý và ta cũng đã biết là ở tình huống nào thì ta thực hiện quyền tố cáo và ở tình huống nào ta thực hiện quyền khiếu nại rồi, đúng không nào? Vậy thì quyền khiếu nại là gì? Quyền tố cáo là gì? Và đặc biệt là chúng ta có thể thực hiện các quyền đó như thế nào? Thì sau đây xin mời các em chuyển sang phần 2 La Mã ta tìm hiểu. Trong phần nội dung bài học, ta đi vào bài học thứ nhất, ta tìm hiểu quyền khiếu nại. Thì trong quyền khiếu nại, cô lưu ý các em, thứ nhất các em cần nắm được khái niệm về quyền khiếu nại. Và ta thấy quyền khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại các quyết định, hành vi hoặc quyết định kỷ luật khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. Thì đây là khái niệm về quyền khiếu nại. Và các em chú ý cho cô lưu ý lại để các em là ghi đầy đủ. Quyền khiếu nại là quyền của công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại. Cô lưu ý các em là cái cụm từ xem xét lại cô đã thể hiện bằng chữ in nghiêng, chữ nghiêng. Các quyết định, hành vi hoặc quyết định kỷ luật khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó trái pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của mình. Vậy thì qua khái niệm này các em có thể thấy rằng quyền khiếu nại công dân thực hiện khi mà ta thấy các quyết định của cơ quan, tổ chức nhà nước đưa ra mà ta thấy là xét đối chiếu với quy định của pháp luật thì ta thấy là những cái quyết định đó ở một chừng mực nào đó là chưa phù hợp, chưa đúng đắn và nó ảnh hưởng đến quyền lợi rồi là quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng
quyền khiếu nại. Các em nhớ cho cô khái niệm này. Khái niệm thứ hai mà cô cũng muốn cung cấp cho các em đó là quyền tố cáo. Thì ta thấy quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về một vụ việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Thì đó là khái niệm về quyền tố cáo. Cô lưu ý các em, cô nhắc lại để chúng ta ghi đầy đủ. Quyền tố cáo là quyền của công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về một vụ việc vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa, gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Như vậy là với khái niệm này thì các em thấy rằng quyền tố cáo xảy ra khi mà chúng ta biết những cái việc làm sai trái của cá nhân hoặc là tổ chức cơ quan mà những cái vụ việc này vi phạm đến pháp luật, thì ta thấy là trong lúc đó chúng ta sẽ sử dụng quyền thứ hai chính là quyền tố cáo. Các em thấy thực tế thì ta thấy là trong cuộc sống thì ta thấy là công dân cũng có thể sử dụng nhiều cái quyền này khi mà chúng ta thấy là chúng ta phát hiện là cá nhân hoặc tổ chức có những cái việc làm vi phạm. Cô lấy ví dụ như là tố cáo cái việc làm của một cá nhân nào đó, chẳng hạn như là lấy trộm tài sản của cá nhân hoặc là của tập thể, hoặc là vi phạm về cái lợi ích công cộng, hay là đơn giản thì ta thấy là tố cáo những cái việc làm sai trái của bạn mình trong cái việc là vi phạm về thi cử đấy, thì gian lận trong thi cử, thì lúc đó chúng ta cũng có thể sử dụng cái quyền thứ hai chính là quyền tố cáo. Các em chú ý tiếp. Vậy thì hai quyền trên chúng ta thực hiện như thế nào? Các em theo dõi tiếp hình thức thực hiện quyền khiếu nại tố cáo. Hình thức thứ nhất, đối với quyền khiếu nại và tố cáo thì ta thấy rằng có hai hình thức. Hình thức thứ nhất là trực tiếp và hình thức thứ hai là gián tiếp. Thì trực tiếp nghĩa là như thế nào? Thì các em thấy trực tiếp là chúng ta sẽ tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để chúng ta thực hiện hai quyền trên. Còn gián tiếp là gì? Thì các em thấy gián tiếp là chúng ta sẽ gửi đơn thư tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết những quyền khiếu nại và tố cáo. Đấy. Các em chú ý cho cô, có hai hình thức để thực hiện những quyền trên. Các em chú ý để mà đối với cái việc mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể làm sử dụng một trong hai cái hình thức trên đều được. Tiếp tục các em chú ý tiếp cho cô. Cô lấy ví dụ như các em có thể tham khảo một số trường hợp sử dụng quyền tố cáo. Và ở đây thì cô lưu ý là ví dụ này thì các em cũng chỉ cần nghe cô đọc để chúng ta tham khảo thêm. Cô lấy ví dụ như thế này. Khi mà chúng ta phát hiện thấy giám đốc nhận hối lộ, đấy, thì trong trường hợp này những người thuộc có tức là quyền đấy, có quyền hạn đấy mà nhận hối lộ các em ạ, thì lúc đó chúng ta thấy cũng ta sẽ sử dụng quyền tố cáo. Hoặc chúng ta thấy là chúng ta phát hiện thấy cán bộ là có cái hành vi trù dập quần chúng nhân dân, lúc đó chúng ta cũng sử dụng quyền tố cáo. Hay ta thấy trường hợp nữa, chẳng hạn như là ta phát hiện cái hiện tượng đánh bài bạc rồi là tiêm trích ma túy ở địa phương vân vân, thì lúc đó ta sẽ sử dụng quyền tố cáo. Nhớ cho cô là ta sử dụng quyền tố cáo các em nhé, chứ không phải quyền khiếu nại đâu đấy. Thế thì vân vân và có nhiều những tình huống khác mà ta phát hiện thì chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp này, đó là quyền tố cáo. Thì quyền khiếu nại và quyền tố cáo có ý nghĩa như thế nào đối với công dân? Các em sẽ chuyển sang phần 3 nhỏ, ta tìm hiểu 3 ý nghĩa của quyền khiếu nại tố cáo. Thì trong ý nghĩa này thì các em chú ý cho cô có 3 ý chính như sau. Ý thứ nhất, đây là quyền cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Thì đây chính là ý nghĩa đầu tiên mà ta thấy, đó chính là quyền cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp và pháp luật. Tiếp tục, ý nghĩa thứ hai
là phương tiện để giúp công dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Và ý nghĩa thứ ba thì đó cũng chính là một trong những quyền bảo vệ quyền lợi, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thì đây là ý nghĩa thứ ba, cũng nhắc lại ý nghĩa thứ ba đó là bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Thì các em lưu ý cho cô ba ý nghĩa đó một cách đầy đủ. Vậy thì để sử dụng những quyền trên thì nhà nước có trách nhiệm gì? Công dân có trách nhiệm như thế nào? Các em sẽ sang phần 4, ta tìm hiểu 4 nhỏ, trách nhiệm của công dân nhà nước. Thì ta thấy là trong phần 4 chúng ta sẽ tìm hiểu ý thứ nhất, trách nhiệm của công dân. Thì đối với công dân cần có trách nhiệm đó là cần trung thực, khách quan, thận trọng khi sử dụng quyền khiếu nại và tố cáo. Đó là trách nhiệm của công dân. Cô nhắc lại, công dân cần trung thực, khách quan, thận trọng. Thứ hai, đối với nhà nước thì nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo, làm hại người khác. Thì em chú ý cho cô nhắc lại ở trách nhiệm của nhà nước thứ hai này, đó là nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo, làm hại người khác. Thì cô lấy ví dụ như trong cái trách nhiệm của nhà nước thì các em thấy rằng khi mà người bị tố cáo thì ta thấy rằng là không được phép là trả thù người khiếu nại tố cáo mình. Và ta thấy nếu như mà vi phạm, tức là trả thù người khiếu nại tố cáo, thì nhà nước sẽ nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Thì các em chú ý cho cô, cái phần thứ tư này là như thế. Các em theo dõi trên màn hình thì ta thấy đây chính là cuốn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 của nhà xuất bản Lao động Xã hội. Thì các em thấy là trong đó thì cũng đã có quy định rất là nhiều điều, và một trong những điều quy định trong cuốn Hiến pháp này thì đó chính là quy định về những quyền khiếu nại và quyền tố cáo của công dân. Các em tham khảo phần này. Thì cô lấy ví dụ như trong điều 30 của Hiến pháp năm 2013 có ghi như sau: mọi người có quyền khiếu nại tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội hoặc bất cứ cá nhân nào. Thì các em chú ý trong cuốn Hiến pháp năm 2013 điều 30 có ghi rõ như vậy, để chúng ta cũng thấy rõ. Nhớ cho cô là phần này ta chỉ nghe để tham khảo thôi. Các em theo dõi tiếp. Và để củng cố cho nội dung của phần bài học, các em chuyển sang phần 3. Ba la mã bài tập. Và cô sẽ hướng dẫn các em giải quyết các bài tập trong sách giáo khoa. Các em theo dõi cô đọc bài tập 1. Bài 1 như sau. T là học sinh chậm tiến, thường xuyên ngao du với bạn xấu và bị bọn chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn? Cô đọc lại bài 1 như sau. T là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bạn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn? Có bao giờ chúng ta gặp những tình huống trên không? Cô hy vọng rằng là trong xã hội thì có thể có, nhưng ở trường chúng ta thì có lẽ tình huống này là ít xảy ra. Bởi vì học sinh của trường Trung học Cơ sở Phú Lưu chúng ta thì ta thấy cơ bản là chúng ta ngoan, có ý thức, biết nghe lời thầy cô và cha mẹ, cho nên là không có những trường hợp xấu xảy ra như trên, có đúng không nào? Vậy thì chẳng hạn với những tình huống nếu có xảy ra như thế thì ta sẽ định hướng và giải quyết như thế nào nhé? Định hướng để các em hoàn thành bài tập 1 như sau. Cái cách giải quyết thứ nhất là một mặt ta khuyên nhủ T không nên tiếp tục giao du với bọn người xấu, không lấy cắp tiền của các bạn cùng lớp vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.
mặt khác. Ta sẽ tìm cách báo với thầy cô, cha mẹ T và các chú công an để kịp thời ngăn chặn những hành vi của T và nhóm người xấu, tổ chức cai nghiện cho bạn, giúp bạn trở thành người lương thiện có ích cho gia đình và xã hội. Và đặc biệt trong cái xử lý tình huống cách xử lý thứ hai này thì tất nhiên chúng ta không phải là người trực tiếp là tổ chức cai nghiện cho bạn, mà trong trường hợp này thì cha mẹ rồi là các cơ quan có trách nhiệm sẽ tổ chức cai nghiện cho bạn để giúp đỡ bạn, bạn trở thành người lương thiện có ích cho gia đình và xã hội. Như vậy là cô đã giúp các em hoàn thành bài tập thứ nhất. Các em tiếp tục theo dõi, sẽ chuyển sang bài 2. Bài 2 như sau, các em theo dõi trong sách giáo khoa chúng ta thấy. Khi phát hiện thấy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân, hàng xóm nhà chị Bình, có quyền khiếu nại quyết định trên của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận không? Và vì sao? Cô đọc lại bài tập 2 như sau. Khi phát hiện thấy Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Bình vượt quá thẩm quyền, ông Ân, hàng xóm nhà chị Bình, có quyền khiếu nại quyết định trên của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận không? Và vì sao? Thì các em thấy là ở đây thì có một cái đơn vị hành chính trong bài tập này, đó là quận. Thì quận nó có thể là tương đương với đơn vị hành chính chúng ta, đó chính là huyện. Và chúng ta thấy trong trường hợp bài tập 2 này, thì ta thấy ông Ân là hàng xóm của chị Bình thì có quyền khiếu nại không các em nhé? Thì các em thấy là quyền khiếu nại như chúng ta học là một trong những quyền của công dân. Tuy vậy thì trong trường hợp là những cái quyền lợi trên mà ta thấy là không liên quan trực tiếp đến mình, mà cụ thể đó chính là ông Ân, hàng xóm của nhà chị Bình, thì việc là ông Ân đã giúp chị Bình sử dụng quyền khiếu nại là đúng hay chưa đúng? Xin mời các em tham khảo định hướng của cô ở bài tập thứ 2 này. Định hướng như sau. Ông Ân không có quyền khiếu nại. Em nhớ cho cô này, ông Ân không có quyền khiếu nại vì ông chỉ là hàng xóm và không có quyền lợi ích liên quan trực tiếp đến quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận. Và trong trường hợp này, ông Ân có quyền tố cáo việc xử phạt vượt quá thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân quận. Vậy thì trong trường hợp trên thì ta thấy là ông Ân sẽ không sử dụng quyền khiếu nại mà sẽ sử dụng quyền tố cáo. Như vậy là cô đã giúp các em hoàn thành được bài tập thứ 2. Các em chuyển sang bài tập 3 nhé. Bài tập 3 như sau. Hãy nhận xét và phát biểu suy nghĩ của em về các ý kiến sau. A. Thực hiện tốt quyền khiếu nại tố cáo là tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. B. Thực hiện quyền khiếu nại tố cáo không phải là tham gia quản lý nhà nước mà chỉ bảo vệ lợi ích của bản thân, công dân. Thì các em chú ý xem là ở bài tập 3 này thì hay là thể hiện nhận xét phát biểu của mình về hai ý kiến này. Vậy thì ta thấy là một bên thì cho rằng là thực hiện quyền khiếu nại tố cáo chính là ta đã tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội. Còn một ý kiến thì lại cho rằng là thực hiện hai quyền trên không phải là tham gia quản lý nhà nước mà chỉ là để đảm bảo lợi ích của bản thân công dân. Vậy thì hai ý kiến có phần là trái chiều nhau như thế, quan điểm của chúng ta như thế nào nhé? Các em theo dõi. Ta thấy trong trường hợp này thì ý kiến A là đúng các em ạ. Bởi vì thực hiện tốt quyền khiếu nại tố cáo chính là ta đã tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội rồi. Em thấy rằng đây không phải chỉ có là bảo vệ quyền và lợi ích của cá nhân, mà đó cũng chính là chúng ta đã góp phần làm cho là kỷ cương, phép nước là được là giữ yên. Và như thế chính là ta cũng đã góp phần tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội rồi. Sang bài 4, cô hướng dẫn các em tiếp tục bài 4 yêu cầu như sau. Nhận xét sự giống và khác nhau giữa quyền khiếu nại và tố cáo. Người khiếu nại tố cáo và mục về, tức là ta sẽ là nhận xét về những ý là người khiếu nại tố cáo và mục đích khiếu nại tố cáo. Đấy là bài tập 4. Vậy thì với bài tập 4 này thì cô cũng sẽ định hướng các em trả lời như sau. Các em thấy, ta thấy là hai quyền trên
có điểm giống nhau như sau. Điểm giống nhau thứ nhất, đều là những quyền chính trị cơ bản của công dân được quy định trong hiến pháp. Đó là điểm giống nhau thứ nhất. Điểm giống nhau thứ hai thì hai quyền trên đều là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công dân. Và giống nhau thứ ba là phương tiện để công dân tham gia quản lý nhà nước, xã hội. Và các em thấy chính là cái điểm giống nhau thứ ba này, nó liên quan đến là nội dung mà các em vừa hoàn thành ở bài tập thứ 3 vừa rồi. Còn hai quyền trên có điểm khác nhau. Thì điểm khác nhau thứ nhất, các em theo dõi cho cô. Khác nhau thứ nhất này, đó là người khiếu nại là người trực tiếp bị hại. Các em nhớ cho cô, người khiếu nại là người trực tiếp bị hại và bị thiệt hại. Thì các em thấy chẳng hạn như là ở bài tập thứ 2 đấy, ông Ân khi mà không trực tiếp bị thiệt hại thì ông Ân sẽ không sử dụng quyền khiếu nại. Và cái khác thứ hai thì ta thấy là trong cái quyền khiếu nại, đó là nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân khi bị xâm phạm. Thì đấy là điểm khác nhau giữa quyền khiếu nại. Còn tố cáo thì người tố cáo là mọi công dân. Vậy thì riêng quyền tố cáo thì các em có thể sử dụng trong trường hợp là tố cáo những cái việc làm, chẳng hạn như là ở cơ quan nhà nước mà đã xử lý và gây thiệt hại đến bản thân người bị hại, trong trường hợp là chẳng hạn như là người là bị hại ở những bài tập 2 đấy, thì ta thấy là sẽ sử dụng quyền tố cáo. Và cái điểm khác thứ hai trong quyền tố cáo đó là nhằm ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân. Thì cái điểm khác nhau thứ hai cô nhắc lại để các em theo dõi. Nhằm ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích nhà nước, tổ chức, cơ quan và công dân. Thì đấy là điểm khác thứ hai. Và như thế cô đã giúp các em hoàn thành xong bài tập 4 trong sách giáo khoa. Và các em thấy là với tiết học vừa rồi thì cô đã cung cấp cho các em khái niệm về quyền khiếu nại, quyền tố cáo, ý nghĩa của quyền khiếu nại, quyền tố cáo và cái cách thức thực hiện quyền này. Vậy thì để tiếp tục là nắm chắc bài học này thì cô lưu ý các em phần chúng ta tiếp tục. Thì tiếp tục thứ nhất là các em xem lại bài giảng của cô, ghi chép đầy đủ vào vở môn giáo dục công dân. Thứ hai, học bài theo nội dung của bài học. Thứ ba là các em sẽ hoàn thành phần bài tập mà cô vừa định hướng các em. Tiếp tục nữa là chúng ta sẽ ôn kỹ nội dung kiến thức của 3 bài gần nhất nhé. Nhớ cho cô 3 bài gần nhất, là 3 bài gần nhất là kể từ bài quyền khiếu nại tố cáo trở về trước, để chuẩn bị tiết thời gian tiết tới chúng ta sẽ có tiết kiểm tra một tiết. Các em chú ý cho cô là như vậy. Nhớ là học kỹ phần cô hướng, đọc xem kỹ phần cô hướng dẫn để chúng ta thực hiện. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học lần sau. Thân ái, chào các em.